tính tiền của kênh đạt 2 triệu lượt theo dõi. Kể từ khi khóa các kênh giang hồ mạng vì vi phạm chính sách nghiêm trọng của YouTube về bạo lực, gã khổng lồ trực tuyến này đã khá im ắng một thời gian dài bất chấp nhiều phản ánh từ người dùng lẫn giới truyền thông. Mới đây, YouTube đã bất ngờ chặn tính năng kiếm tiền của nhiều kênh YouTube khiến giới làm nội dung trong nước bất ngờ. Theo quan sát của dân trí, tại các group trao đổi về kinh nghiệm làm YouTube, nhiều người cho biết, việc kích hoạt kiếm tiền trên YouTube đang rất khó khăn, một số người còn bị tắt tính năng kiếm tiền. Trường hợp đáng chú ý nhất đó là của kênh ẩm thực Tam Mao với 2 triệu lượt subscribe bị tắt kiếm tiền trên YouTube trong tuần qua. Google không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc tắt kiếm tiền của kênh này. Tuy nhiên, một người làm sáng tạo nội dung trên YouTube cho rằng có lẽ YouTube khóa tính năng kiếm tiền của kênh này vì những báo cáo của người dùng. Trong đó, có clip làm thịt chim quý với tựa đề "Thần yêu xào xả xà ớt, cái kết của việc nuôi chim không cẩn thận bị nhiều người chỉ trích kịch liệt thời gian qua". Kênh này cũng phải gỡ bỏ clip này. Một nguồn tin riêng cũng tiết lộ, Google đang có động thái quyết liệt trong việc làm sạch nội dung số tại Việt Nam, không chỉ khóa các kênh, chặn tính năng kiếm tiền ở một số kênh như hiện nay mà hãng này đang tiếp tục mở rộng ra soát và kiểm định lại nội dung của những kênh video khác. Mặt khác, trên tab thịnh hành, YouTube cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các hiện tượng giang hồ mạng đã dần như biết mất khỏi mục này. Đây có lẽ là một chiến dịch lớn của YouTube trong việc làm trong sạch hóa nền tảng video của hãng này ở Việt Nam góp phần lớn trong việc thay đổi thói quen khi xem video của nhiều bạn trẻ. Động thái này được xem là nỗ lực rất lớn của YouTube trong việc làm sạch nội dung độc hại gây hệ lụy cho giới trẻ tại Việt Nam. Trước đó, YouTube cũng bị chỉ trích nhiều vì việc tiếp tay cho các kênh bẩn kiếm tiền từ những nội dung độc hại, định hướng lệch lạc, gây hệ lụy cho xã hội. Theo thông tin tổng hợp việc thực hiện nghị quyết số 113/05/2015 của Quốc hội khóa 13 và các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ văn phòng chính phủ, Thời gian qua đã có hàng nghìn nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook, YouTube bị xử lý, xóa bỏ. Báo cáo tổng hợp cho biết, đến thời điểm này, Google đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội YouTube. Hãng này cũng đã gỡ 58 trên 63 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play. Gia Hưng